Chào bạn, bạn đã lắp đặt màn hình ô tô thông minh GoTech. Đây là video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tính năng cài đặt thêm ứng dụng từ CH Play trên màn hình ô tô thông minh GoTech. Android là hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay. Thông qua kho ứng dụng khổng lồ CH Play, bạn có thể dễ dàng cài đặt các ứng dụng mới. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng mới từ CH Play. Từ giao diện chính, vào CH Play. Bấm vào thanh tìm kiếm. Nhập tên ứng dụng cần cài đặt. Bấm vào cài đặt. Thời gian cài đặt tùy thuộc vào từng ứng dụng. Khi ứng dụng đã cài đặt xong, bạn có thể mở ngay nếu muốn. Ứng dụng mới sẽ nằm một trong các trang ngoài giao diện chính. Hướng dẫn kiểm soát các ứng dụng của bạn. Có hai cách để kiểm soát các cài đặt. Một là kiểm soát theo tài khoản, hai là kiểm soát theo thiết bị. Để kiểm soát các ứng dụng theo tài khoản, bạn cần có tài khoản Google. Vào Menu. Vào Ứng dụng và trò chơi của tôi. Tài khoản Google giúp bạn tìm các bản cập nhật và kiểm soát các ứng dụng đã cài. Để kiểm soát các ứng dụng theo thiết bị, mở từng trang ngoài giao diện chính. Đây là danh sách các ứng dụng đang cài. Các bạn vừa xem video giới thiệu và hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng từ CH Play trên màn hình ô tô thông minh GoTech. Xin chào và hẹn gặp lại!